Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Các em, cô là Ly, giáo viên bộ môn sinh học. Bài trước thì chúng ta đã được dành thời gian để tìm hiểu vi khuẩn đại diện cho giới khởi sinh. Chúng ta đã biết là vi khuẩn là một sinh vật nguyên sơ, đơn bào và hết sức nhỏ bé, chỉ có thể quan sát dưới kính hiển vi. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta còn nghiên cứu một cái loài sinh vật khác mà nó nhỏ bé hơn rất nhiều, và thậm chí trong một số trường hợp nó còn không được coi là một cơ thể sống. Và sinh vật đó mang tên là virus. Virus thì là một nguyên nhân gây ra rất nhiều những căn bệnh nguy hiểm. Và tiêu biểu đó là bệnh sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết thì là một cái bệnh truyền nhiễm phổ biến ở nước ta. Và vật trung gian truyền bệnh là muỗi. Và theo ước tính của WHO thì hàng năm có khoảng từ 50.000 đến 100.000 ca mắc trên 100 quốc gia. Vậy thì virus là gì và làm cách nào để mà phòng bệnh do virus gây ra? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay. Và tương tự như bài học về vi khuẩn thì đầu tiên chúng ta sẽ đi nghiên cứu về sự đa dạng của virus. Các bạn quan sát hình 29.1, chúng ta thấy là virus thì có khá nhiều những hình dạng khác nhau, ví dụ như là dạng khối, hay là dạng xoắn, hoặc là dạng hỗn hợp, được phối hợp giữa dạng khối và dạng xoắn. Và đặc điểm của virus ở đây đó là hầu hết chúng đều có kích thước rất nhỏ, vô cùng nhỏ mà chỉ có thể quan sát được dưới kính hiển vi điện tử. Chúng ta có thể lấy ví dụ một vi khuẩn đường ruột thì nó sẽ có kích thước khoảng chừng 2-4 micromet. Nhưng cái kích thước đó chúng ta đã tưởng chừng là rất nhỏ rồi, không thể quan sát được bằng mắt thường. Tuy nhiên, loại virus lớn nhất cũng chỉ bằng 1/3 cái kích thước của vi khuẩn đường ruột đó thôi. Và như cô đã trình bày trong hình 29.1 cho các bạn, thì virus có 3 dạng chính là dạng xoắn này, dạng khối này, và dạng hỗn hợp giữa dạng xoắn và dạng khối. Chúng ta có một câu hỏi nhỏ ở đây, đó là quan sát hình 29.1, em có nhận xét gì về hình dạng của virus? Thì ở đây chúng ta thấy là trong hình 29.1 thì virus có 3 dạng chính, đó là dạng khối, dạng xoắn và dạng hỗn hợp. Tuy nhiên thì nó sẽ không có một cái hình dạng, không có một cái dạng chung cho tất cả các loại virus, mà có ba dạng chính, đó là dạng khối, dạng xoắn và dạng hỗn hợp, được chưa ạ? Vậy thì câu trả lời của chúng ta đây đó chính là câu hỏi thứ nhất trong sách giáo khoa. Người ta hỏi chúng ta có nhận xét gì về hình dạng virus, thì câu trả lời của chúng ta đây sẽ là virus thì có nhiều hình dạng khác nhau. Trong đó thì có 3 dạng chính. Và dạng xoắn này. Dạng khối này. Và dạng hỗn hợp.
Theo sau khi mà chúng ta nghiên cứu về phần đa dạng của virus thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp sang về phần cấu tạo con virus. Chà, thật ra thì gọi con virus cũng hơi sai, tại vì đôi khi nó chưa được coi là một thực thể sống. Các bạn quan sát hình 29.2 về cấu tạo của virus có vỏ ngoài. Thì ở đây chúng ta thấy là ở đây cấu tạo của virus bao gồm phần vật chất di truyền này, phần lõi bên trong này. Tiếp theo là chúng nó còn gồm có vỏ, lớp vỏ protein, lớp vỏ ngoài, bao bọc bên ngoài và các gai glycoprotein. Thực chất thì chúng ta có thể chia virus ra làm hai thành phần cơ bản. Đó là lớp vỏ protein bên ngoài và lớp lõi là vật chất di truyền, phần lõi là vật chất di truyền. Và cái vật chất di truyền này có thể là ADN hoặc là ARN. Đó. Một số cái virus thì nó sẽ có thêm cái phần vỏ bên ngoài, đây cái phần vỏ ngoài này và các gai glycoprotein. Và các bạn nhớ cho cô là virus nó chưa có cấu tạo tế bào nhá. Như cái câu này này. Virus thì chưa có cấu tạo tế bào. Để có cấu tạo tế bào thì chí ít nó phải đạt được cái cấu tạo của vi khuẩn, đó là có vùng nhân này, tế bào chất này, màng sinh chất vân vân. Đó thì mới được tính là có cấu tạo tế bào. Nhưng mà virus thì còn chưa có các cái cấu trúc đó nên là nó vẫn chưa có cấu tạo tế bào. Ở đây thì người ta có đưa ra một câu hỏi cho chúng ta trả lời. Và câu hỏi này thì cũng gồm có hai phần. Phần 1 như sau. Vì sao nói virus chưa có cấu tạo tế bào điển hình? Em có đồng ý với ý kiến cho rằng virus là vật thể không sống không? Giải thích. Và hình 2 là quan sát hình 29.2 và hình 27.2, bài 27, chương 7. Hãy phân biệt vi khuẩn và virus. Đây chúng ta sẽ làm lần từng phần một được chưa ạ? Đầu tiên là vì sao nói virus chưa có cấu tạo tế bào điển hình? Và ý tiếp theo là em có đồng ý với ý kiến cho rằng virus là vật thể không sống không? Và giải thích. Thì ở đây chúng ta phân tích từng phần một. Tại sao nói virus chưa có cấu tạo tế bào điển hình? Thì như cô đã trình bày cho các bạn thì cấu trúc của virus nó không đủ ba thành phần chính của một tế bào. Đó là phần nhân hoặc là vùng nhân này. Đó, tế bào chất và màng sinh chất. Nhưng virus thì chưa có cái cấu tạo đó. Và tiếp theo, nó không có các cái bào quan để mà tự tổng hợp các chất cần thiết mà cần phải dựa vào các cái cơ quan của vật chủ hay là bào quan của vật chủ. Vậy nên là nó chưa có cấu tạo tế bào điển hình. Cô đã giải đáp cho các bạn rồi và bây giờ chúng ta sẽ làm trả lời câu hỏi thôi đúng không ạ? Câu hỏi này của các bạn là câu hỏi hai, sách giáo khoa trang 99. Ý một ở đây, đầu tiên nói virus chưa có cấu tạo tế bào điển hình. Vì đầu tiên thì nó cấu trúc cơ thể thì chưa có đủ ba thành phần chính của một tế bào, cấu trúc của virus không đủ ba thành phần chính của một tế bào. Ý thứ hai là gì ạ? Đó là virus thì không có các cái bào quan để
tự tổng hợp các chất. Cần thiết mà nó phải dựa vào vật chủ. Tiếp theo, đây là lý do, phần trên đây là lý do mà giải thích vì sao nói virus chưa có cấu tạo tế bào điển hình. Ý thứ hai, người ta hỏi chúng ta là có đồng ý với ý kiến cho rằng virus là vật thể không sống không, và hãy giải thích. Như cô đã trình bày cho các bạn thì virus được có trường hợp khi mà nó ở trong cơ thể sống thì nó có thể được coi là một vật thể sống vì nó có khả năng tự nhân lên, trao đổi chất. Tuy nhiên, khi mà nó không ký sinh nội bào bắt buộc thì nó sẽ không phải cơ thể sống, bởi vì nó không có cấu tạo tế bào. Các bạn có sai này, nó không hề có cấu tạo của một tế bào điển hình. Và tiếp theo thì nó không có đầy đủ quá trình sống cơ bản của một cơ thể sống, nên là nó không thể được coi là một vật thể sống được. Vậy nên là chúng ta sẽ đồng ý với ý kiến trên, được chưa? Đầu tiên, virus không có tế bào, cấu tạo tế bào. Tiếp theo, nó cần phải sống ký sinh nội bào bắt buộc. Và nó chỉ có thể nhân lên trong cơ thể của một sinh vật khác. Ý tiếp theo nữa, đó là nó không có đầy đủ các cái quá trình sống cơ bản của một cơ thể sống. Đó là các cái lý do mà tại vì sao chúng ta không coi virus là một vật thể sống, hay là chúng ta đồng ý với ý kiến là virus là một vật thể không sống, được chưa? Rồi, ý thứ hai của cái câu hỏi này, người ta yêu cầu chúng ta quan sát hình 29.2 này, và hình 27.2 bài 27 chương 7 để phân biệt vi khuẩn và virus. Rồi, các bạn quan sát hình này nhé. Cô sẽ lật cho các bạn xem hình 27.2. Đây là hình này. Đây là hình cấu tạo của vi khuẩn. Các bạn quan sát này, vi khuẩn thì chúng ta có cấu tạo của một tế bào điển hình, đó là nhân phần tế bào chất này, màng tế bào. Ngoài ra thì còn có thành tế bào và lông hoặc roi. Đây là cấu tạo của một tế bào điển hình.
Còn đối với virus ở bên này, chúng ta thấy là nó chỉ có phần lõi là vật chất di truyền và phần vỏ protein thôi. Ngoài ra một số virus thì sẽ có thêm vỏ ngoài và gai glycoprotein. Đó. Vậy nên là chúng ta có thể sử dụng một số những cái tiêu chí để mà phân biệt vi khuẩn và virus. Đó là ví dụ là vi khuẩn virus xem con nào có cấu tạo tế bào này. Rồi thì về sinh sản độc lập, việc sinh sản độc lập. Ngoài ra thì về phần yếu tố nữa là ký sinh nội bào bắt buộc này, rồi có phải cơ thể sống hay không và có thể tự tổng hợp được các chất cần thiết hay không. Được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ kẻ một cái bảng chưa? Rồi thì chuyển sang phần 2, chúng ta sẽ kẻ một cái bảng để mà giúp chúng ta phân biệt được vi khuẩn và virus. Thì đây cô liệt kê cho các bạn một số những cái đặc điểm, một số cái yếu tố mà cô đã kể trên cho các bạn. Đó là có cấu tạo tế bào hay không này, đó sinh sản độc lập hay không, có ký sinh bắt buộc hay không, là cơ thể sống hay không và có tự tổng hợp được các chất hay không. Thì đối với vi khuẩn, chúng có cấu tạo tế bào không ạ? Vi khuẩn có cấu tạo tế bào không? Có. Virus có không? Không. Virus không có cấu tạo tế bào. Sinh sản độc lập, vi khuẩn có. Virus không. Ký sinh bắt buộc, vi khuẩn không. Virus có. Là cơ thể sống, vi khuẩn có. Virus không. Tự tổng hợp được các chất, vi khuẩn có. Virus không. Trên đây là một số cái đặc điểm mà chúng ta có thể đưa ra để mà hỗ trợ phân biệt vi khuẩn và virus, được chưa? Các bạn nhớ cho cô đó là vi khuẩn là sinh vật mà hay là làm cơ thể sống có cấu tạo tế bào. Chúng sinh sản độc lập và có thể tự tổng hợp được các chất cần thiết. Và chúng có thể sống ở rất nhiều môi trường khác nhau và không cần ký sinh nội bào bắt buộc. Còn đối với virus thì nó chưa phải là một cơ thể sống, không có cấu tạo tế bào, không có khả năng sinh sản độc lập hay tự tổng hợp được các chất cần thiết và chúng yêu cầu phải ký sinh bắt buộc, được chưa? Đó là cái bảng mà chúng ta lập ra để mà so sánh giữa hay chúng ta lập ra để mà phân biệt giữa vi khuẩn và virus. Rồi bây giờ thì đến hoạt động mà chúng ta cần hoàn thành. Dựa trên hình dạng và cấu tạo của virus mà em đã học, quan sát các cái hình trong bảng và nêu tên các thành phần được chú thích trong hình để hoàn thành bảng theo mẫu sau. Thì đây các bạn có sai này. Chúng ta có hình ảnh của bốn loại virus. Ở đây có HIV, sởi, dại và dengue. Ở đây thì người ta có các cái chú thích 1 và 2 yêu cầu các bạn điền vào. Các bạn có sai này. Hình 1, người ta chỉ vào cái lớp vỏ bao bên ngoài của cái vật chất di chuyển. Nó, lớp vỏ bao bên ngoài của vật chất di chuyển. Còn 2 sẽ chỉ vào phần vật chất di chuyển hay phần lõi bên trong, có thể lõi DNA hoặc là RNA. Được chưa? Vậy nên là ở đây thì chúng ta có thể tự hoàn thành được không? Chú thích 1 đó chính là protein, chú thích 2 đó là phần chất di chuyển, được không ạ? Tất cả bốn cái hình chú thích của bốn loại virus này thì đều giống nhau. Chúng ta sẽ viết đáp án của cái phần hoạt động này được không? Rồi. Hoạt động sách giáo khoa trang 99. Chú thích của chúng ta, chú thích 1 sẽ là protein. Hay là lớp vỏ protein ấy. Thêm vỏ protein đây nhá.
Chú thích thứ hai của chúng ta sẽ là cái gì ạ? Chú thích thứ hai của chúng ta sẽ là vật chất di truyền. Vật chất di truyền ở đây của chúng ta có thể là ADN hoặc là ARN. Rồi. Như thường lệ thì sau khi mà chúng ta tìm hiểu xong về tính đa dạng cấu tạo của một cái sinh vật gì đó thì chúng ta sẽ chuyển sang nghiên cứu về vai trò ứng dụng. Rồi thì sau đó thì có thể nghiên cứu đến tác hại nữa. Chuyển sang phần 3 La Mã, vai trò và ứng dụng của virus. Khi mà nhắc tới vai trò của virus thì các bạn có thể lấy ví dụ gì nào? Khi mà nói đến virus thì người ta sẽ thường nhắc đến cái ứng dụng sản xuất vaccine từ virus. Ngoài vaccine ra thì người ta có thể sử dụng nhiều những cái chế phẩm từ virus, người ta có thể sản xuất nhiều chế phẩm từ virus, ví dụ như là hormone hay là các loại protein. Nhưng trong đó thì vaccine thì là cái thứ mà được biết đến một cách rộng rãi nhất. Khi mà chúng ta vừa mới sinh ra được khoảng chừng mấy tháng đi, vài tháng, thì chúng ta sẽ phải chích ngừa rất nhiều những loại vaccine khác nhau để phòng những cái bệnh mà gây ra, hoặc là những cái bệnh mà chúng ta những bệnh gây ra bởi virus và chúng ta có thể gặp phải trong cuộc sống sau này, trong tương lai sau này. Và khi mà chúng ta tiêm vaccine thì cơ thể chúng ta sẽ tự hình thành nên kháng thể để mà ngăn ngừa việc chúng ta mắc phải, hoặc là ngăn ngừa những biến chứng nặng của cái bệnh do virus gây ra đó. Ngoài ra thì đối với nông nghiệp, đối với nền nông nghiệp thì virus thường thường nhá được sử dụng để mà sản xuất thuốc trừ sâu. Bình thường thì khi mà chúng ta đi ra chợ thì mẹ hoặc chị hoặc bà của chúng ta thường ưu tiên mua những cái sản phẩm mà họ không thuốc trừ sâu, không bón phân hóa học vân vân. Tại vì sao người ta kiêng kỵ việc sử dụng thuốc trừ sâu? Bởi vì là hiện tại nước ta vẫn còn đang lạm dụng thuốc trừ sâu hay là thuốc bảo vệ thực vật. Và khi mà sử dụng quá nhiều cái thuốc bảo vệ thực vật thì có thể những cái lượng thuốc bảo vệ thực vật đó nó vẫn còn tồn tại ở bên trong những cái sản phẩm thực phẩm thực vật mà chúng ta ăn. Và khi mà chúng ta ăn phải thì nó có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của chúng ta, gây ra một số những bệnh và đặc biệt nghiêm trọng nhất có thể gây ra ung thư. Và vì vậy, sử dụng thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ virus nó sẽ đem đến cho người nông dân hiệu quả cao hơn mà không gây ô nhiễm môi trường cũng như là không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Ngoài ra thì virus có thể sử dụng để mà chuyển gen từ loài này sang loài khác để tạo ra các giống vật nuôi cây trồng có năng suất và chất lượng cao hơn. Một số những cái loại giống lúa mà chúng ta được ăn gần đây thì đều được sử dụng từ việc từ chuyển gen nhờ virus. Kể đến tác dụng rồi, bây giờ thì chúng ta có thể bắt tay vào nghiên cứu một số bệnh và cách phòng bệnh do virus gây ra. Khi mà kể đến bệnh do virus gây ra thì chúng ta nghĩ là có thể kể rất nhiều vô vàn những cái bệnh liên quan đến virus, và cụ thể là HIV/AIDS này, đó là một căn bệnh người ta gọi là căn bệnh thế kỷ và đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra thuốc để mà điều trị dứt điểm căn bệnh này. Chỉ có thể có thuốc để mà giảm những cái triệu chứng gây ra thôi. Đối với bệnh do virus gây ra thì virus nó sẽ không chỉ mỗi gây ra bệnh trên người đâu, mà nó còn có thể gây ra bệnh cho động vật này, thực vật, nấm, kể cả vi khuẩn nữa. Đối với con người thì chúng ta có thể kể ra những cái bệnh nào do virus gây ra nào. Đối với ở người thì chúng ta có thể kể ra một số những cái bệnh như là thủy đậu này, quai bị, viêm gan B hay là cúm. Cho những bạn nào cũng biết thì có đến khoảng 90% các bệnh
về đường hô hấp ở người thì đều là do virus gây ra. Còn đối với thực vật thì virus gây ra một số những cái bệnh như là khảm, bệnh khảm ở cái đậu này, đó, bệnh khảm ở cái đậu, hay là bệnh xoăn lá ở cà chua. Còn đối với động vật thì gây ra những cái dịch lợn tai xanh này, lở mồm long móng ở châu bò, hoặc là cúm ở gia cầm. Đây là hình ảnh của một con bò bị bệnh lở mồm long móng. Đó, thì đa số những bệnh do virus gây ra thì khá phổ biến, và đặc biệt là bệnh cúm ở người. Hơn nữa là cái bệnh mà do virus gây ra thì nó rất dễ lây lan và có thể trở thành một cái đại dịch lớn gây thiệt hại về sức khỏe lẫn kinh tế. Ví dụ như ở trong giai đoạn nước ta thì hiện nay và trên toàn cầu thì dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành và số lượng ca mắc thì vẫn còn khá lớn. Vậy thì ngoài các bệnh mà cô đã nêu lên cho các bạn, hoặc là ngoài những cái thông tin trong sách giáo khoa, thì chúng ta còn biết thêm những cái bệnh nào mà do virus gây ra nữa. Các bạn có thể kể tên một số bệnh do virus gây ra. Ví dụ như là bệnh gì nào? Viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra chẳng hạn. Hoặc là bệnh viêm não Nhật Bản do virus viêm não Nhật Bản gây ra. Ngoài ra thì còn có hội chứng HIV/AIDS do HIV gây ra nữa. Đúng không ạ? Nguyên nhân là do HIV. Tại sao không gọi là virus HIV ạ? Các bạn có biết là tại sao mà chúng ta không gọi là virus HIV không? Tại sao người ta không gọi HIV là virus HIV? Tại vì ở trong từ HIV, nó viết tắt của một từ tiếng Anh là Human Immunodeficiency Virus. Thì ở trong cái từ HIV nó đã có từ virus rồi, nên là người ta sẽ không sử dụng HIV kèm theo từ virus hay là virus được chưa? Cái cụm từ HIV là viết tắt của virus gây suy giảm miễn dịch ở người rồi nhá, các bạn nhớ nhá, đừng dùng từ virus HIV được chưa ạ? Rồi, sau khi mà chúng ta đưa ra được một số những cái ví dụ về các cái bệnh do virus gây ra, thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải trả lời cái câu hỏi ở trong trang 110. Người ta hỏi chúng ta về về cái gì ạ? Về bệnh do virus gây ra đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Câu hỏi 2. Sách giáo khoa trang trang bao nhiêu ạ? Trang 100. Ngoài cái virus mà người ta giới thiệu thì một số bệnh do virus gây ra nào? Một số bệnh do virus gây ra, ví dụ như là bệnh viêm đường hô hấp, do virus corona gây ra. Ngoài ra thì còn bệnh viêm não Nhật Bản, do virus viêm não gây ra. Hội chứng HIV do HIV gây ra.
Rồi, cô đã lấy ví dụ cho các bạn một số cái bệnh do virus gây ra. Vậy thì chúng ta đã biết được có vài bệnh do virus gây ra này. Ngoài ra gì, chúng ta còn biết hậu quả của những cái bệnh mà do virus gây ra, bởi vì nó lây lan một cách rất nhanh, lây lan một cách chóng mặt. Và vì thế nên là chúng ta rất khó để mà phòng bệnh. Và hơn nữa là còn gây ra nhiều những cái tác hại khôn lường về họ người lẫn là kinh tế hay là vật chất. Vậy nên là chúng ta cần phải có những cái biện pháp phòng bệnh một cách hữu hiệu nhất để mà ngăn ngừa các bệnh do virus gây ra. Vậy thì chúng ta phòng bệnh bằng cách nào? Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu sang phần 2 là phòng bệnh do virus. Như chúng ta đã biết thì ở phần trước các bạn tìm hiểu về vai trò của virus, thì virus có thể được sử dụng trong y học để tạo ra vaccine, và vaccine chính là cái phương pháp phòng ngừa một cách hữu hiệu nhất các cái căn bệnh do virus gây ra. Bởi vì vaccine thì được chế tạo từ virus, được chưa ạ? Nó có thể chế tạo từ, người ta có thể dùng sử dụng virus đã được làm yếu, hoặc là người ta sẽ sử dụng một cái phần của vật chất di chuyển của virus tạo ra cái vaccine. Và vaccine đó thì nó sẽ đưa cái virus hay là đưa cái kháng nguyên gây bệnh vào trong cơ thể của chúng ta, và cơ thể của chúng ta sẽ làm quen và tạo ra kháng thể để giúp chúng ta chống lại cái căn bệnh từ cái loại virus đó. Vậy nên là khi mà chúng ta vừa mới sinh ra, trong giai đoạn còn nhỏ, thì chúng ta đã được tiêm rất nhiều những cái loại vaccine khác nhau để mà ngăn ngừa những cái bệnh mà gây ra bởi virus. Và Việt Nam thì chúng ta có chương trình tiêm chủng để mà đảm bảo rằng trẻ em sinh ra thì được tiêm đủ liều vaccine ngăn ngừa những cái bệnh mà không mong muốn sau này gây ra bởi virus. Và tất nhiên thì người ta tiêm vaccine, những cái vaccine đó thì luôn luôn được kiểm nghiệm độ an toàn này, và người ta sẽ chỉ ngừa, tất nhiên là chúng ta tiêm loại vaccine nào thì chúng ta sẽ chỉ ngừa được cái bệnh gây ra bởi virus đó thôi, đúng không ạ? Cơ chế của vaccine thì như cô đã giải thích cho các bạn thì nó chủ yếu được tạo ra từ vi khuẩn hoặc là virus đã chết hay là được làm suy yếu. Thì khi mà làm suy yếu thì động lực của chúng sẽ không đủ để mà tạo ra những cái triệu chứng bệnh nghiêm trọng như chúng ta dính phải những con virus khỏe, mà nó sẽ chỉ kích thích cái hệ miễn dịch của chúng ta tạo ra kháng thể. Được chưa? Khi mà chúng ta đưa vaccine vào cơ thể bằng cách tiêm thì cơ thể chúng mình sẽ làm quen trước với những cái mầm bệnh đó và sẽ tìm được cách đối phó chúng bằng cách sản xuất ra những cái kháng thể khác nhau. Và nhờ vậy khi mà lần tới mà chúng ta có gặp phải cái con virus đó, thì khi mà bởi vì chúng ta đã có cái miễn dịch trước từ trước rồi, từ khi mà được tiêm vaccine rồi, nên là cơ thể của chúng ta có thể tiêu diệt được cái loại virus đó một cách nhanh chóng và không gây ra những cái biến chứng nguy hiểm sau này. Vậy nên là các bạn nhớ là nếu mà chúng ta được tiêm vaccine thì nên tiêm vaccine để mà phòng ngừa những căn bệnh và phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc xảy ra nếu mà chúng ta không được tiêm ngừa đúng thời gian, được chưa? Rồi, ngoài ra, ngoài việc tiêm vaccine thì tất nhiên giữ một cơ thể khỏe mạnh, có hệ miễn dịch khỏe cũng là một cái phần hết sức là quan trọng trong việc giúp chúng ta phòng ngừa các bệnh do virus gây ra. Ngoài ra thì chúng ta còn phải nhớ là phải vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. Nếu mà cơ thể chúng ta sạch sẽ, cơ thể chúng ta khỏe mạnh, môi trường khỏe mạnh, môi trường trong lành thì cũng góp phần hạn chế một cách đáng kể cái căn bệnh gây ra cho do virus, được chưa? Sau khi mà trình bày một loạt khá là dài, trình bày cho các bạn một loạt thông tin, cung cấp cho các bạn một loạt thông tin khá là dài, thì tất nhiên là công việc của chúng ta sẽ cần phải trả lời những cái câu hỏi mà sách giáo khoa yêu cầu. Vậy thì chúng ta cùng xem nhiệm vụ mà chúng ta cần trả lời vào lúc này là gì. Đầu tiên câu hỏi này các bạn để ý là nó sẽ có 3 phần, được chưa ạ? Đầu tiên yêu cầu thứ nhất là kể tên các loại vaccine mà em biết. Tiếp theo là
Em có biết mình đã từng tiêm loại vaccine nào không? Và tại sao cần tiêm nhiều loại vaccine khác nhau? Và phần thứ ba đó là nêu cách phòng chống các bệnh do virus gây ra. Thì cái câu hỏi này nó đã bao quát toàn bộ phần thông tin mà các bạn đã được cung cấp trong phòng phòng bệnh do, trong phần phòng bệnh do virus. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết từng câu một. Đầu tiên kể tên các loại vaccine mà em biết. Thì chúng ta biết các loại vaccine nào nào? Các bạn đã tìm các loại vaccine nào thì các bạn có thể kể tên các loại vaccine đó. Chúng ta thấy là chúng ta có khá là nhiều những loại vaccine, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta đang tiêm phòng dịch COVID-19 do virus corona gây ra. Chúng ta có một số các loại vaccine như là vaccine Verocell của Sinopharm này, Astra này, Moderna vân vân. Và kể cả thì nó là loại vaccine nào thì tốt nhất là chúng ta cũng nên đi chích ngừa được không ạ? Hiện nay thì chưa có vaccine cho người dưới 18 tuổi nên là chúng ta nhớ là phải luôn luôn chấp hành những cái yêu cầu về cái quy định của Bộ Y tế về việc phòng dịch được không ạ? Ngoài ra ngoài những cái vaccine mà do để cho chúng ta có thể sử dụng để mà phòng bệnh do virus corona gây ra thì chúng ta còn có thể được cung cấp một số những cái vaccine khác để mà tiêm phòng trong cái giai đoạn mà các bạn nào khi mà trong cái giai đoạn mà chúng ta còn là nhỏ trong giai đoạn thiếu niên nhi đồng, chúng ta có thể tiêm phòng một số các loại vaccine như là vaccine ngừa thủy đậu này, vaccine ngừa bại liệt này, hay là vaccine ngừa viêm gan B vân vân. Có khá nhiều loại vaccine ở trong chương trình tiêm chủng mở rộng để đảm bảo cho một thế hệ mầm non của Tổ quốc, được không ạ? Rồi, đó là tên một số các loại vaccine mà cô cung cấp cho các bạn. Việc của chúng ta bây giờ là trả lời câu hỏi đúng không ạ? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi nhé. Câu hỏi này là câu hỏi thứ ba. Sách giáo khoa trắng 101. Ok, ý thứ nhất, tên một số loại vaccine mà em biết. Chúng ta có cái loại vaccine phòng dịch COVID, ví dụ như là Verocell này hoặc là Moderna. Vân vân. Vaccine phòng ngừa viêm gan B. Vaccine ngừa bại liệt. Vâng, chúng ta có rất nhiều những loại vaccine khác nhau. Về nhà thì các bạn có thể tìm hiểu qua ở Internet, đúng không ạ? Vậy thì một số các loại vaccine mà chúng ta đã từng tiêm là vaccine gì nào? Các bạn còn nhớ không? Chắc chắn là các bạn không nhớ. Thì cô sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái vaccine mà chúng ta có thể đã được tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đó là các loại vaccine, ví dụ như vaccine ngừa viêm gan B này, vaccine ngừa sởi, vaccine ngừa viêm não Nhật Bản, vaccine ngừa viêm mảng não, vaccine ngừa bại liệt. Được chưa? Rồi. Một số loại vaccine mà em đã từng được tiêm. Chúng ta có vaccine ngừa viêm gan B, vaccine ngừa bại liệt, vaccine ngừa
Viêm màng não. Vaccine ngừa sỏi, vân vân, có rất nhiều những cái loại vaccine khác các bạn có thể đi tìm hiểu, tất nhiên là tìm hiểu trên internet, hoặc là các bạn có thể vào những cái trang web chính thống của các tổ chức y tế chẳng hạn đó, thì họ cũng sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin về các loại vaccine mà chúng ta đã từng tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tiếp tục giải đáp thắc mắc của ý thứ hai, tại sao cần tiêm phòng nhiều loại vaccine khác nhau? Thì như cô đã trình bày cho các bạn, đó là virus thì có vô vàn các loại virus khác nhau. Chỉ riêng virus cúm của chúng ta thôi, nó đã có rất rất nhiều những cái loại cúm khác nhau được gây ra bởi các loại virus khác nhau. Ví dụ như là cúm H5N1 này, H1N1 này, H7N9 này, vân vân. Chúng ta có rất nhiều những cái chủng loại cúm khác nhau. Vậy nên là chúng ta cần tiêm phòng nhiều loại vaccine khác nhau, được chưa ạ? Rồi, giải thích của câu này như sau. Cần phải tiêm phòng nhiều loại vaccine khác nhau vì có rất nhiều những cái loại virus khác nhau. Và gây ra nhiều các bệnh nguy hiểm khác nhau. Nên chúng ta sẽ cần tiêm nhiều loại vaccine. Để bảo vệ sức khỏe. Ngoài tiêm vaccine thì chúng ta còn phòng tránh, còn có các biện pháp nào để mà phòng tránh các bệnh do virus gây ra nữa không ạ? Ngoài tiêm vaccine nhá. Thì như cô đã kể cho các bạn, thì chúng ta cần làm gì ạ? Tiêu diệt các cái vật trung gian truyền bệnh, ví dụ như muỗi chẳng hạn. Đó, muỗi chính là một cái vật trung gian truyền bệnh và nó truyền cho chúng ta cái loại virus ký sinh trong muỗi là virus đen gu gây ra bệnh sốt xuất huyết, được không ạ? Vì thế nên chúng ta cần tiêu diệt các vật trung gian truyền bệnh, đặc biệt là ruồi, muỗi hay là chuột. Ngoài ra thì khi mà trong gia đình chúng ta mà có người chẳng may bị nhiễm các bệnh do virus gây ra thì chúng ta cần phải thực hiện tốt các cái biện pháp y tế khi mà tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Ngoài ra thì chúng ta cần ăn uống và sinh hoạt điều độ để mà giữ cho cơ thể chúng ta có một cái sức đề kháng khỏe mạnh. Ngoài ra thì cần phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ cũng như là vệ sinh môi trường sạch sẽ để mà phòng bệnh do virus gây ra. Đó, cô đã cung cấp cho các bạn một số những cái phương pháp để phòng bệnh. Bây giờ thì chúng ta việc cần làm đó là ghi lại. Biện pháp phòng bệnh do virus gây ra. Chúng ta có biện pháp gì ạ? Đầu tiên và hữu hiệu nhất đó chính là tiêm vaccine. Tiếp theo là gì? Chúng ta có thể tiêu diệt các cái vật trung gian truyền bệnh
Ngoài ra thì còn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh. Khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh, có chế độ sinh hoạt lành mạnh, điều độ. Cái này bao gồm cả việc chúng ta ăn uống, chúng ta ngủ, chúng ta tập thể dục thể thao vân vân, được chưa ạ? Rồi, cuối cùng là giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Rồi, cô đã liệt kê cho các bạn một số những cái biện pháp để mà phòng bệnh do virus gây ra. Vậy nên là tốt nhất chúng ta cũng nên để ý một chút tới cái tình trạng hay là cái hiện trạng của các cái dịch bệnh ngày nay để mà kịp thời hiện nay để kịp thời phòng tránh, có những cái biện pháp phòng tránh sao cho phù hợp nhất để đảm bảo sức khỏe của chúng ta và những người thân trong gia đình. Được chưa? Thì sau khi mà cô đã trả lời cho các bạn xong cái câu hỏi này thì chúng ta cũng đã kết thúc về phần nội dung bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta đã được học những cái gì? Thì chúng ta đã được tìm hiểu về virus, các cái đặc điểm cơ thể cũng như là đặc điểm cấu tạo, các vai trò của virus cũng như là tác hại các bệnh và cách phòng bệnh do virus gây ra. Cụ thể đó chính là về virus thì đây là một cái dạng sống rất nhỏ, không có cấu tạo tế bào và chỉ có thể nhân lên trong tế bào của vật sống. Virus thì có cấu tạo hết sức đơn giản, chỉ gồm vỏ là protein và lõi là phần vật chất di truyền, có thể là ADN hay là ARN. Virus gây ra bệnh cho con người, vật nuôi, cây trồng, nhưng tuy nhiên cũng có một số cái virus có lợi cho con người. Và việc mà chúng ta cần lưu ý nhất khi mà phòng bệnh do virus gây ra đó là cần phải tiêm phòng vaccine để mà đảm bảo cho cơ thể sản sinh ra kháng thể chống lại những cái tác nhân gây bệnh và cụ thể là virus. Chào. Rồi thì nội dung bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Sau khi mà xem xong video này thì các bạn nhớ đọc qua những cái phần nội dung đã được học một lần và hoàn thành các bài tập trong vở bài tập. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.